Chào các bạn, chiều nay rau chỉ đã hái về. Này rau chỉ, rau cha chỉ các bạn. Rau này thường là mình ăn luộc, mình chấm tương hoặc là chấm chao, là mình làm lẩu gì đó ngon, lẩu bò các bạn. À, đây, đây một bó. À, đây mà một búng tay của mình. À, đây là của mẹ mình hái các bạn. À, hái bán lọn lọn như vậy là 3 lọn mình là 20.000 các bạn. Đây cây chai chỉ nó rất nhỏ các bạn phân biệt cây chai chỉ với cây chai chai châu cái cọng nó to đó các bạn, nó ngậm nước cái cọng nó to thay bằng con cái, còn chai chỉ thì nhỏ xíu như này các bạn. Ha, đây đây là mình đã lặt sẵn luôn rồi, mình tước vì các bạn nào xiên thì có thể lại bỏ bớt cái lá già này các bạn. Này đây, mình đã lại bỏ bớt hai lá dưới này rồi, các bạn nào xiên thì lại bỏ bớt này nữa. Ha, bạn để thì ăn có nhiều chất xơ chẳng có gì hết, bạn nào sợ nó nhám thì bạn lại bỏ bớt. Đây mình đã lặt sẵn rồi các bạn, đó là sẵn chai chỉ rất ngon mà. Này mình hái ngoài mấy cái mô nhà, mấy cái mô cái vườn quan các bạn, cỏ đó nó mọc mình hái. À, đây các bạn rau chai, thì cái tính năng công dụng rau chai thì các bạn có thể lên Google bằng search thì các bạn sẽ thấy được. Rồi xin chào các bạn.